quay lại chương trình chuyện nóng trong tuần với quý khán giả người Việt TV à, thưa quý vị à, dịch à, virus corona hay gọi là covid 19 chín sau gọi là gần một tháng sau khi Trung Quốc tuyên bố những cái ca bệnh đầu tiên đến nay thì cho đến giờ cái dịch này nó đã tác hại đến nền kinh tế thế giới nói chung ra sao về nền kinh tế Trung Quốc như thế nào và cái nước láng giềng tức là Việt Nam chúng ta với Trung Quốc nó ra sao thì hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với anh Đỗ Dũng về đề tài này. Vâng, xin chào anh không Nguyên và chào khán giả người Việt TV. Thưa anh Đỗ Dũng mà cho đến giờ này à, chúng ta đã nhiều lần đề cập đến cái 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 cái, cái dịch virus này rồi ừ. nhưng những cái con số mà thiệt hại ban đầu thì vâng. chúng ta cũng đã bắt đầu nhìn thấy nó đã tác động như thế nào. Anh có thể điểm lại một số những cái tác động của việc uh, dịch uh, Covid-19 này Nó tác động đến cái nền kinh tế cũng như cái đời sống của người dân nó là sao? Ờ, trước hết là phải nói là ở Trung Quốc Thì chúng ta cũng biết là bắt đầu từ thứ hai vừa rồi hàng trăm triệu công nhân Trung Quốc trở lại đi làm vâng. Đặc biệt những người ở thôn quê Họ đổ về thành phố hết cái tháng riêng Họ đi về Thì nó bị trở ngại thế này là một số người lo sợ Ờ, bị bệnh nhưng không không trở lại làm điểm thứ hai là chính phủ Trung Quốc họ áp dụng một chính sách rất là ngặt nghèo trong cái chuyện mà chở người tôi nói ví dụ anh đi bình thường đi một cái toa xe lửa là 200 người đi ừ. bây giờ dạ. họ cho đi trăm thôi đúng rồi để họ loãng loãng là bớt nó lây lan thay vì ừ. ngồi chật ních thành ra nó sẽ có những người đi đến làm trễ và như vậy nhiều cửa hàng của Trung Quốc nhiều công ty Trung Quốc không có sản xuất hết 100% chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng cái nền kinh tế của Trung Quốc đó là cái thứ nhất là về sản xuất. Cái thứ hai vì không có nhiều người đi lại, nhất là trong cái mùa Tết vừa qua người ta bị cấm lại hoặc ở trong nhà sợ cái sức mua nó cũng giảm. Và người ta dự trù trong quý 1 Trung Quốc có thể thiệt hại tới 60 tỷ đô la. Đó, Chỉ đó trong là trong 3 tháng đầu trong 3 tháng đầu thiệt hại 60 tỷ đô la. Rồi bây giờ mình nói đến các nước khác, chẳng hạn như láng giềng gần nhất là Việt Nam chúng ta. vị biết nhiều nguyên liệu Việt Nam là mua của Trung Quốc. Thì bây giờ tôi nói đơn giản vậy thôi, anh Khôi nguyên anh Khôi Nguyên biết là ông Đỗ Dũng là nghỉ một tháng ăn chơi Ông Khôi Nguyên ví dụ một ngày bán là uh, 10 chai nước ngọt Một tháng là ông bán bao nhiêu? Ba ngàn chai Đúng không? Đúng không? Ba chục ngày ba ngàn chai Ba trăm chai chứ ba trăm chai Thôi cứ gọi cho ngày chai dễ tính Mỗi ngày chai tháng ông bán ba chục chai Ông biết ông, ông Dũng nghỉ một tháng tới Thì bây giờ ông đã order bao nhiêu? Sáu chục chai đúng rồi thấy chưa 60 trai chục chai ông tính là ông bán hết cái tháng này và tháng ông dũng nghỉ tết đó là về là bắt đầu ông, ông dũng đưa thêm ba chục chai vào đó giờ ông dũng không về ông hụt ba chục chai đúng thấy chưa tôi chỉ cho cái cái, cái ví dụ nhỏ cái tiêu thụ đó là trong cái dịp tết thì không tôi đang nói việt nam tôi là cái anh là những anh mà mua nguyên liệu của trung đúng. quốc về để sản xuất đó. thì như vậy không có đủ nguyên liệu thì việt nam sẽ không sản xuất được hết thấy chưa tôi nói một cái ví dụ quý vị biết là lĩnh vực sản xuất bị ảnh hưởng thứ hai là gì lĩnh vực du lịch và khách sạn du lịch á cái đó trong, nhất. trong những chương trình trước ừ. chúng tôi nói với quý vị rồi những cái du thuyền bây giờ là 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 coi như là phải nói là xuất bất san né Nét. Bởi vì nó cho rằng những cái du thuyền là những cái ổ Ủa, đúng virus rồi. corona. Yeah. Bây giờ là người ta cancel vé hết, người ta không dám đi. Bởi vì đi có có cho ghé đâu. Mà đúng. như cái tàu Amsterdam ờ, Westerdam của cái hãng Holland America đó, chả có ai bị nước chẳng nước năm nước từ chối không cho vô. Đó rồi đó tôi ra du lịch chỗ khách sạn bây giờ tôi về Việt Nam nhiều khách sạn trống phòng dân Trung Quốc họ vào đông lắm bây giờ họ cancel ấy. mà khách sạn nào hay có khách Trung Quốc tới là bây giờ người đó, ta không, không dám cho tới rồi nhân viên ở yeah. nhà đó. không có lương làm đó đó là những cái lĩnh vực chúng ta thấy mà thế giới bị ảnh hưởng rồi nói trở lại sản xuất cái ngành xe hơi à, ngành xe hơi là ngành thiệt hại khá lớn tôi cũng muốn nói chuyện rất là đó. sâu với anh về cái ngành đó này. anh thấy sao ngành xe hơi này sao anh phải nói là hôm qua khi mà tôi đọc cái bản tin của CNN ừ. khi mà nói về cái uh, ngành xe hơi, ừ. cái cái một số cái thông tin của Reuters nữa. 35 tỷ ừ. đô la đồ phụ tùng của Trung đúng. Quốc cung cấp cho kỹ nghệ xe hơi toàn cầu, đó. trong đó có rất nhiều xe hơi Mỹ. Đúng, đúng vậy đúng quý vị? Xác. Và cái quan trọng nhất là như này. Cái xe hơi nó đã 99% đủ phụ tùng rồi, uh -huh. nhưng mà nó chỉ thiếu một phụ tùng yeah. rất nhỏ thôi. Uh -huh. Tôi nói ví dụ như là một cái uh... thiếu bugi, <laughs> thiếu bugi đấu chay nữa. <laughs> như vậy tôi nói ngay trong nội thất nha anh. Yeah. Chị, ví dụ như là ở uh, cái một cái nút uh, uh -huh. để điều khiển cái máy uh -huh. lạnh. Uh -huh. Nhưng nếu cái, cái nút đó mà make in China nè, uh -huh. mà trước giờ họ chỉ cung cấp cái nút đó uh -huh. thôi, mà thiếu cái đó, chiếc xe không xuất xưởng. Không được. xuất xưởng đúng theo tiêu chuẩn của mỹ là không xuất xưởng đúng xuất không, không xuất xưởng được. Ừ. Coi như là giống như là cái 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 cái, cái sản phẩm nó đang chạy như thế này, ừ. xong bây giờ đứng im ở đây, Đúng là toàn bộ kỹ nghệ xe hơi là coi như là sắp bán sang bàn, sắp bán sang bang, bắc sang hoàng. Sang bang. Dạ, dạ. Mà trong đó nha, nói thế này, ngoại trừ cái chuyện phụ tùng uh -huh. Mà cái thị trường mà người tiêu thụ xe hơi ở Trung Quốc nữa, dạ. khách hàng ở Trung Quốc vẫn là một cái số lượng rất là lớn. Đúng rồi. Cho nên là, Trung Quốc không chỉ cung cấp phụ tùng, thiết bị mà người trung quốc còn là khách hàng để về kỹ nghệ xe hơi nữa cho nên nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái nghĩa xe hơi toàn cầu luôn và chúng ta thấy là nếu cái tình trạng này này nó tiếp tục diễn ra đó thì anh Duy, đối dũng thấy là cái số xe hơi ở mỹ đã bán ra đó nó dạ. sẽ giảm và nó sẽ khan hiếm hơn đúng rồi khan hiếm hơn thì có nghĩa là giá nó thăng sẽ tăng lên và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của chúng ta đúng rồi. Đó. đó là một trong những cái mà thiệt sự là tôi rất là bất ngờ 35 tỷ đô la ừ, tiền cung phụ cấp tổng. phụ tùng. Cái đó, đó chính xác mà nói như Khôi Nguyên là quý vị nghĩ ngay một cách đơn giản là gì? Trung Quốc là cái lò sản xuất mồ hôi. Độ ừ. mồ hôi là làm nó là cái Công lò xưởng. cái lò mà sản xuất hàng hóa ở thế giới yeah. nhưng nó đồng thời cũng là cái nơi mua sắm luôn. Nó right. vừa là thị trường mua sắm right. luôn thành thử ra thưa quý vị trước một trên một số người khác tôi có nói cái Trung Quốc mà cái con virus corona là nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng cả thế có nhiều người không tin người nói, ừ. Trung Quốc nó có giàu đó ông Dũng này cho ừ. ăn tiền Trung Quốc các người Trung Quốc <laughs> làm cho người ta sợ ừ. Xin thưa quý vị đây thống kê của Ngân hàng Thế giới cho biết năm 2003 tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc là GDP chỉ có 1.600 tỷ đô la thôi 2018 nó bao nhiêu 13.600 tỷ đô la anh Khôi Nguyên đây rồi. là 2018 thôi nha, chưa kể á, con Số 20, quá lớn con Số quá lớn, nó ừ. gấp 10 lần như thế Đó, đội cái đó chúng ta đủ thấy rằng là nó ảnh hưởng như thế nào Bởi vì nó là cái lò sản xuất của cả thế giới Thì mình nói, chung ra đó là nó có ảnh hưởng Rồi, về mặt ngoại giao, các thứ nó cũng ảnh hưởng luôn Nó đủ thứ chuyện, ví dụ như hôm nọ Cái tờ báo gì ở bên... Uh, uh, đan mạch nó vẽ cái hình mà cờ trung ờ, quốc có bốn con virus corona đó 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 rồi cái là nó làm cho trung quốc với đan mạch cũng chửi nhau tăng mà mới đây vụ này mới hay vụ này mới hay là canh philippines á anh không cho máy bay hay tàu bè của đài loan vô anh ấy yeah. có đài loan đâu có bị đâu Ông bảo không anh là một phần tỉnh của trung quốc <laughs> <laughs> buồn cười anh anh đu tê tế bảo không cho vô đài loan giờ đang hăm trả đũa tại anh, biết, anh biết tại sao mà mà đưa tên là bởi vì trung quốc á khi mà nhận thông tin của tổ chức y tế thế giới, tổ chức y tế thế giới cũng đưa thông tin đó cho Đài Loan, Trung Quốc đã nổ Đài Loan là một tỉnh của tôi, không đưa ra yeah. áp lực Trung Quốc, à. À, áp đáp lực à, yeah. tổ chức y tế thế giới. Yeah. Thì cái Philippines mà các nước khác mới nghĩ thế này. Ô, anh Đài Loan mà anh không có được cái thông tin của WSO á, thì làm sao anh có được những cái báo cáo? Tại vì anh phải là thành viên, anh mới báo cáo nước tôi có bao nhiêu người bị để mà tổ chức y tế thế giới họ mới khuyến cáo anh ngăn chặn như nào. Anh Đài Loan không được đâu bởi Đài Loan bị Trung Quốc coi là một tỉnh. <cười> <cười> đã là, là có chính trị trong đó luôn, phải giao luôn thành ra công dân để bảo vậy sao tôi biết anh chống như nào đó nhiều chuyện là ảnh hưởng lắm anh quay trở lại nước láng giềng của trung quốc ừ. là nước việt nam dạ. à, thưa anh à, một số những cái thông tin của báo trong nước đưa tin là chúng ta có, có biết là một số các công nhân ừ. hoặc là chuyên gia của trung quốc ừ. đến bình dương à, cũng đã bị cách ly đúng rồi à, những cái người đó thường thường là công nhân kỹ thuật ừ. hoặc là các giới chức của các công ty mà có vốn đầu tư của trung quốc đúng rồi và chắc chắn là những cái công ty đó cũng sẽ bị ảnh hưởng uh -huh. và một cái điều mà người ta lo ngại nữa đây là những cái nhà máy như nhà máy đang xây dựng chẳng hạn như nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân yeah. ở tỉnh Bình Thuận uh -huh. chẳng hạn và bây giờ đã lên là xây dựng tổ máy số bốn yeah. gì đó yeah. Trung và Quốc xây đều là Trung Quốc hết vậy thì những cái người đó những cái nguyên liệu đó những cái chuyên gia đó họ phải bay đi bay lại bay về và với cái tình trạng như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không mà ảnh hưởng tốt bởi mấy ngày này không về Trung Quốc nữa giờ <laughs> lại nó làm lẹ hơn <laughs> không ý ta được đó là những người mới được những người cao người tốc mới. cách ly chắc sẽ được hoàn tất lẹ hơn tôi cũng nghĩ như vậy <cười> <cười> và quý vị biết đâu còn cái, cái, cái chuyện này nữa anh không Nguyên ở Sài Gòn nó có một ngàn chuyên gia Trung Quốc Rừng. bây giờ sở uh, lao động thương binh xã hội yêu cầu những người là ở trong phòng họ hoặc trong nhà họ không muốn được đi ra làm việc trong đó mà mấy người này cũng bảo bây giờ tôi cũng chẳng muốn đi về đấy nhưng mà ngu sao về à, ngu sao không ai về. thì đó là những cái mà nó ảnh hưởng mà thưa quý vị khi mà ảnh hưởng như vậy không phải đơn giản chỉ là cái, cái 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 sản xuất không mà cái mức xuất cảng trung quốc nó sẽ bị ảnh hưởng à. Nghe chưa? thấy không xuất cảng mà xuất cả chúng ảnh hưởng là mệt chúng ta mai mốt ví dụ tôi với anh nguyên muốn đi mua đôi giày cho con nhiều khi ra nó không còn nó khan hiếm đây cũng của world bank cho thấy năm 2003 nghìn Trung Quốc xuất cảng có 438 tỷ đô la thôi. Quá thấp. So với... 2018 yeah. 2500 tỷ đô la. Yeah, tăng 10. hơn 5 lần. Yeah. Hơn 5 lần. Yeah. Anh thấy không? Bây giờ quý vị tưởng tượng 2500 tỷ đô la này mà giảm một độ 10% thôi là mệt lắm. Đúng rồi. Anh thấy không? Vì tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy đó là chẳng hạn như chúng ta ở đây đi, có ừ. những cái mặt hàng thì đúng là chúng ta cần thiết mà chúng ta sử dụng Mà chúng ta cần cái đồ gọi là đồ cao cấp ừ. tốt thì chúng ta có thể mua hàng của mỹ dạ. à, nhưng mà chúng ta thấy là tất cả những cái hàng tiêu dùng hàng ngày hàng ngày đều, đều đều trung, đều quốc, đều trung hết. quốc hết và nếu như á mà vẫn cái tình hình này xảy ra tiếp tục á thì tôi nghĩ rằng giá nó sẽ tăng tôi nói Bác, gì đã, đâu xa đó, anh xa tôi đoạn. đang làm cái patio ở nhà gỗ yeah. kìa nó tăng mười mấy phần trăm kìa tôi đi ra tôi mua là mắc thêm điều đó là thấy rõ chẳng hạn như anh thấy là đinh này uhm. mấy cái con tán này. đó đồ trung quốc không có trên China không bây giờ đồ anh không, không lẽ anh đi mua một con, con tán của mỹ mấy chục đô la thì là đại khái nó ảnh hưởng đủ thứ hết rồi cái vấn đề du lịch là mình nói du lịch là hồi nãy mình nói du lịch trong nước thôi nhầm nói bây giờ du lịch ra ngoài nước đó quý vị sẽ thấy cái này là nó cũng cũng kinh hoàng lắm. Ví dụ như một năm đó, một năm đó anh biết không? Dân Trung Quốc 163 triệu người du lịch khắp thế giới. 163 triệu. triệu. Vâng. Tức là nó khoảng mới có 1% hơn 1% thôi. Vâng, cái con số đó là bằng nửa dân số dạ. nước Mỹ rồi anh. Dạ, dạ. bằng để số nước Mỹ. Dạ. Mà anh biết riêng nước riêng mà Mỹ riêng Mỹ thôi nha. Năm 2003 là 157.000 người thăm nước Mỹ. 2003 157.000 vâng 2018 2 triệu 8 người Trung Quốc thăm Hoa Kỳ. Ghê chưa? Ừ. Một trung bình một người đây là số con số của sở uh, du lịch và và của, của của văn phòng du lịch của của Mỹ nha. US National Travel Tourism Office đó mà trung bình một người Trung Quốc đó, tiêu bao nhiêu? Khoảng 750 đô la. Ừ, con số lớn à à yeah, Đi mua số. hàng. Yeah. Trung bình một người không phải người Trung Quốc trên thế giới này anh biết đi du lịch mua bao nhiêu không? 450 đô la Thấp hơn so với Thấp người Trung gì? Quốc, Tức là người, người Trung Quốc tiêu bạo tay hơn Điều đó không nghĩa là họ giàu hơn Nhưng anh biết tại sao ta tiêu giàu hơn không? Ta tiêu nhiều hơn không? À. Tôi nghĩ là lần đầu tiên ra nước ngoài và đặc biệt Chính xác Thì phải làm sao cho nó Dịch le cái <laughs> là Vô là vô cái LV <laughs> Hay là Chanel đó. đó. Là... Chứ ai vô ta gịch với lại là Biết là bao giờ mới quay trở lại Ta gịch đúng với không? lại Walmart <cười> <Yeah>. <cười> thì biết bao giờ mới quay trở lại nước Mỹ này đúng không? đó đó. cho nên tôi nghĩ là chính vì cái lý do đó mà uh, người Trung Quốc họ thứ nhất là họ đi du lịch sang các quốc gia phương Tây yeah. đặc biệt là Mỹ rất là nhiều và tôi thấy rằng nếu mà cái tình hình này tiếp tục đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không À, chúng ta hồi nãy chúng ta không đi sâu nó dạ, vâng. hàng không vâng. hàng không thì dễ nhưng biết mà... là gần như tất cả vâng. không được bay vào Mỹ à, nhưng bay mà nếu mà cái kỹ nghệ mà hàng không nó bị như vậy chắc ừ. chắn là kỹ nghệ du lịch nó sẽ có bị ảnh hưởng đây là dây chuyền à, đi và đi dây nó chuyền. sẽ là một cái dây chuyền mà chúng ta chưa biết được rằng từ đây cho đến khi ví dụ như thế giới tìm ra vaccine thì ừ. chúng ta biết là cái, cái cái tin mới nhất là đã tìm ra cái loại vaccine rồi nhưng mà đến mùa Đồng hè này hề. mới có ừ. nhưng mà cái còn thuốc mà chữa trị đó hay là phát đồ điều trị làm sao cho nó khỏi bệnh thì cho đến giờ người ta vẫn chưa tìm ra một cái đúng phát là. đồ nào gọi là hiệu quả nhất đúng mặc là. dù theo cái báo cáo của Trung Quốc hay là báo cáo của Việt Nam thì đã có những cái bệnh nhân gọi là recover được là... recover có nghĩa là gì cái cơ thể ta mạnh yeah. được, cái con virus nó nó không hành hành và được thôi dạ. à, cuối cùng là muốn nói thêm một cái thêm một cái chi tiết thông tin gọi là tốt lành nữa đó là cái việc 195 người à, Mỹ công dân ừ. Mỹ được di tản từ vũ hán à, về một cái căn cứ quân sự ở Riverside, Riverside. California à, đã được cho về nhà vâng. và đó là những cái thông tin mà À, tốt lành trong cái bối cảnh mà con virus corona này vẫn tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc à, cũng như các quốc gia à, bên cạnh Trung Quốc chẳng hạn như Việt Nam hay Nhật Bản. Chương trình chuyện nóng trong tuần do Khôi Nguyên và Đỗ Dũng phụ trách. À, xin tạm dừng ở đây và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Chúng tôi hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới.